bộ tính bằng gì? GAB á là bằng R1 cộng R23 đúng không? Ừ. R1 thì cho là 14 đúng nào? Cộng R23 là 6 ra nhiêu? 20 ôm. Vậy R bộ có rồi, Y bộ có rồi đúng nào? Vậy thí dụ người ta hỏi mình tính UAB. Đồng ý chứ? À, thì nó bằng là IAB là Y bộ á nhân RAB bằng là 0,4 mà nhân với 20 ra bằng là 8. Ủa, 8 chứ đúng không? 8 con đó, ok chưa? Con ghi thêm vô chỗ thầy, thầy là mở rộng, tức là yêu cầu là tính thêm là UAB bằng chấm hỏi, đồng ý chưa? Rồi con ghi vô đi. À, 78 kg xuống 68 kg chỗ nào? Sợ lý 11 phải không? Đâu gì sợ, em vào trong tim thầy là hết sợ ha. Cảm ơn Tiết Như đã follow thầy nha. À, các bạn có 4 follow mới ha, các bạn chia sẻ like cho thầy với bấm follow thầy vào trong lý 11 học lý với thầy nha. Đồng ý chứ? À, bạn nào mà cảm thấy lý 11 yếu á, vào trong team online của thầy ha. Thầy là lên kế hoạch thầy dạy online và trước khi vào học chính khóa thầy dạy lớp online là lịch như sau nè: thứ hai, thứ năm là lý 10, thứ ba, thứ sáu là lý 11, thứ tư, thứ bảy là lý 12. À, thầy dạy 9 giờ tối nha. Ok rồi, xong gì con? Rồi giờ tiếp bài tiếp theo ha, có bài tự luận nào nữa không? Trắc nghiệm thầy sẽ hướng dẫn dạy với con buổi sau, đồng ý chứ? Rồi này qua luôn. Bây giờ nguồn điện thì mình có ghép nguồn điện đúng nào? Rồi bây giờ nguồn điện bữa thầy dạy con rồi, bây giờ có những bài này làm hết cho thầy. Bây giờ thầy chia sẻ bài nguồn điện. Nguồn điện hay gọi là nguồn phát điện á, thì công thức đầu tiên mình cần nhớ là gì? Y bằng gì? Thôi thì vẽ một chiếc mặt lên cho chúng ta xem nè. E là sức điện động ha, đây là dương, đây âm. R nhỏ là điện cỡ trong, ở đây là điện cỡ mặt ngoài là R ngoài, có nghĩa là mặt có rất nhiều điện cỡ, mình coi nó là một điện cỡ duy nhất. Vậy Y mặt chính thì hôm nay thầy dạy con bài toán nó sẽ có là ampe kế, đồng ý chưa? Nó ampe kế rồi. Như vậy ở đây thầy dạy hôm qua là Y bằng gì? Y bằng E trên R ngoài cộng R nhỏ. Đây là công thức mà rất hay, gọi là định lực ôm động mạch đúng nào? Và từ chỗ này con có công thức nữa là E bằng U ngoài, U thôi, cộng Y nhân R nhỏ đúng nào? Và chúng ta có công thức là U ngoài bằng Y nhân R ngoài, Y nhân R ngoài bằng E trừ Y nhân R nhỏ. Thì đây là các kiến thức mình học ngày hôm qua đúng nào? Rồi bây giờ tới bài đầu tiên nè. Một nguồn điện có sức điện động, bài 1 nha, 6V, là cho E bằng 6V. Được chưa? Điện cỡ trong là R nhỏ là 0,5 ôm. Đúng nào? À, thì dòng điện là 1,4 ampe đúng không nào? Rồi. R Y là 1,4 ampe. Ta bảo mình tính gì? Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đúng không nào? Là hỏi U ngoài bằng chấm hỏi. Bây giờ mình xài ngay công thức này nhanh nhất nè. U ngoài bằng E trừ Y rồi nhỏ, có dòng ra thôi. Chịu không? Rồi con giải đi. Mọi người theo dõi từ từ ha, thầy nâng bài tập lên mức độ khó dần lên. À, thầy đang tương tác với bạn và thầy dạy cho bạn nha. À, thì đây không phải là buổi live của thầy dạy riêng để nâng cao, mà thầy live để thầy dạy chúng ta trong buổi học của chính một học sinh yêu quý của thầy đó. Rồi chia sẻ like cho thầy nha mọi người ha, chia sẻ like cho thầy. Sao bữa nay ít bạn vô xem live quá, có 6 bạn à.
Mình xài định lực kích chớp tính mấy cái kia được không thầy? Bài này xài kích chớp làm gì em? Đâu cần thiết đâu. Rồi. Bài này mình tính được là U ra khối 5 đúng không nào? Con làm câu kế tiếp đi. U bằng E trừ Y rồi nhỏ đúng không nào? E là 6 trừ Y là 1,4 rồi nhỏ là 0,5. 1,4 nhân 0,5 nó sẽ là 0,7 ra 5,3 chứ. Ok chưa? Rồi. Mấy bài nhiều nút ở thì tổng dòng điện đi vào một nút bằng tổng dòng điện từ nút đó đi ra. Đúng không? Có khó khăn gì đâu. Đồng ý chưa? Thầy hồi đó thì gọi là định lực nút á. Ok chưa? Rồi, có bài số 2. Con cứ làm đi. Một mạch điện có sức điện động, thầy đang dạy dễ mà. E bằng 9V đúng không? Sức điện động E là 9V cho gì nữa? E ra ngoài 4 ohm cho gì nữa? 2A. Y là 2A đúng không? Tính gì? Rồi nhỏ điện cho trong phải không? Như đây là một mạch điện kính. Y mạch trên đây chứ gì? Thì B công thức vô Y bằng gì? E trên R cộng rồi nhỏ đúng không nào? Rồi thế số vô tính cho thầy rồi nhỏ bao nhiêu? Mọi người bấm follow thầy nha mọi người. Mấy bài điện mà kết hợp khí lý tưởng hả? Dễ mệt luôn. Đúng rồi em, những bài toán kết hợp đó là nó khó. Thầy mà gặp bài toán đó là nó tính thêm nhiệt lượng nữa phải không? Còn vất vả khó ăn lắm. Rồi chào bạn Nghi ha. Mừng Nghi lên lớp 11 và mừng Nghi vào trong team của thầy nha. Ở đây trong team thầy có nhiều bạn dễ thương lắm nè. Có bạn gái rất xinh đẹp nữa. Bạn đó học mà xã hội hả con? Bạn đó học xã hội, bạn đó bán cơm ngon lắm nha mọi người. Bữa nào mình tới quán cơm mình ăn quán cơm của bạn cho sập tiệm luôn. Ha Kim Anh ha. Rồi ra chưa? Rồi bài 3, bài số 3 đi con. 0.5 hả? Không thầy nó cho chu kỳ về động cơ hả? Trời hơi khó ăn nghe. Rồi, chương trình lý 11 mới em ơi, thật ra nó là chương 1 của lớp 11 cũ giờ xuống thôi. Chẳng qua là chương trình mới là sắp xếp lại thôi em ơi. Nghe. Đó. Và chương trình mới là dạy, thầy nói mọi người nè, chương trình mới dạy không phải là thiên về bài tập mà nó thiên về lý thuyết. Nên bài tập nó cho cũng không khó đâu. Đó. He he, cười he he he, cười dễ thương ghê. Rồi. Rồi thầy khỏi khỏi sửa ha. Rồi giải câu 4 đi. Rồi câu 4. Rồi câu số 3. Trời ơi đó, những câu đó thầy cũng ít gặp lắm em ơi, bạn tích lũy ơi. Bây giờ ở cơ bản là thầy nói thế này nè, thầy dạy các bạn là mức độ là vừa phải khó thôi, quá khó luôn là thầy chưa có thời gian dạy. Thứ nhất, thứ hai nữa là bạn thầy đang dạy tương tác với bạn thì bạn chăm lắm. Bạn chăm lắm, nhưng mà dạy khó quá thì nó không có hiệu quả, nghe chưa? Rồi mình đến câu 4 con. Ghép nối tiếp với một biến trở R. Đúng không? Với điện trở R không. Thành bộ rồi nối vào hai cực của một nguồn điện không đổi, điều chỉnh R, người ta thu được đồ thị hả? Rồi chết là đồ thị, mình vẽ đồ thị thôi, mất công lắm. Đồng ý chứ? Đồ thị để hôm sau giải đi. Đồng ý không nào? Rồi. Để coi còn phần nào nữa không ta? Mấy chương trình học sinh giỏi có phần điện trường hả? Năm nay thì rút lui thì không có dạy bồi dưỡng sinh giỏi nữa em ơi. Phần điện năng tiêu thụ. Nhưng mà phần điện trường có à, chương trình mới mà. Rồi. Thầy kiếm một tựa luận dạy nha. Ồ này trắc nghiệm không à.
đúng không nào, tự trắc nghiệm không à. À đây tự luận này, tự luận này, tự luận này. Rồi thì ở đây là thầy nhắc thêm là phần công công sức nha, chiếu ngạo thiên phàm mà tặng quà cho thầy ha, thầy cảm ơn ha. Rồi bây giờ thứ nhất là thầy nói thêm phần công sức nè, công sức của dòng điện, công sức dòng điện là B có ba cách tính thầy dạy rồi, là A trên T đúng không, bằng gì OI là UI, bằng ủ rơm là U bình vương trên R, và bằng R nhân với Y bình là rỉ đúng không, công sức gì là watt. Rồi thứ hai là công thức tính công của dòng điện, công của dòng điện thì công của dòng điện là A nó bằng là B nhân với T, mình đem bên này nhân T, đem bên này nhân T, đem này nhân T đúng nào, thì nó sẽ ra là UIT bằng U bình vương trên R nhân với T bằng R nhân Y bình nhân với T, và công đơn vị nó là joule. Ok chưa? Đó. Rồi. Ừ, có lý, em nói đúng đó chứ. Rồi bây giờ nè, bài đầu tiên nè. À, cho đoạn mạch có cho mình đoạn mạch có điện trở 10 ôm. Bài số 1 ha. Thầy tóm tắt đề là mọi người theo dõi theo thầy ha. Hiện thế là R là 10 ôm. Cho U là nhiêu volt? 20 V. Đúng không? Trong thời gian 1 phút điện năng tiêu thụ là bao nhiêu phải không? Rồi, tính công suất tỏa nhiệt T là 1 phút. Yêu cầu tính điện năng tiêu thụ là tính A. Đúng nào? Rồi tính công suất tỏa nhiệt là tính B bằng chấm hỏi. Thì ở đây mình thấy là A bằng B nhân T thì mình có thể viết luôn là B bằng gì? Bằng A trên T. Như vậy theo yêu cầu này mình tính A trước. Đúng không? Có U, có R, có T. Vậy mình tính A theo vế nào? Phải dò tìm ngang công thức này nghe. Rồi, con làm đi. Em vào tám với thầy, nói chung là thực tế luôn là buổi dạy hôm nay thầy chỉ dạy những bài toán nó vừa phải thôi, không có dạy quá khó. Và từ sáng giờ thầy dạy từ sáng giờ rồi nên thầy cũng không đủ năng lượng để mà thầy nói nhiều nữa. Hello Thịnh nha. À, có ồ hai con vịt đó thì im re luôn à, ra như con 2400 joule phải không, 1 phút là 60 giây đúng không. À, thấy mấy dạng này con làm được nè. A bằng ủ rơm U bình vương trên R nhân T đúng không? Là 20 bình, R là 10 và T là 1 phút là 60 giây. Con nói ra 2400 đúng không? Đơn vị joule. Vậy tính công suất tỏa nhiệt là B bằng A trên T. Là 2400 mà chia cho 60. Nó bằng 40 W. Đồng ý chưa? 40 W. Xin chào bạn Yaha Mohamed. Rồi xong chưa? Rồi. Bài 1 xong, bài 2 cho gì con? Một đoạn mạch tiêu thụ điện có công suất 100 W, Rồi. tính năng lượng đoạn mạch này tiêu thụ trong 20 phút. Cho 20 phút phải không? Sao dễ vậy ta? Tính năng lượng là A bằng chấm hỏi phải không? Cảm ơn. Thôi nói chung không không có cho tính được em ơi. Cơ bản là thầy đang dạy bạn ở mức độ là vừa phải và thầy nâng cao từ từ lên. Với lại mục tiêu của chúng ta nó không có giống nhau. Phải không con ha? Mình phải biết sức mình tới đâu chứ. Rồi. Cảm ơn Kim Anh tặng cho thầy con sư tử nghe. Rồi A thì bằng B nhân T, chào Minh Trung luôn. 100. 20 phút là 20 nhân với 60 nữa phải không? 1 phút là 60 giây. Rồi ra nhiêu con? 2 nhân 6 12. 4 số 0. Đơn vị joule. Thấy cách nhân chia thì bá đạo không? Lấy 2 nhân 6 thôi. 4 số 0 viết lại. Rồi, con qua câu 3 đi. Cảm ơn em buổi trưa vui vẻ nha.
Thầy dạy từ sáng giờ mới ba nhóm là thầy đuối rồi đó bạn Minh Trung. À, hai nhóm thôi với bạn đang dạy kèm là bạn là như là coi nhóm thứ ba. Một bàn ủi bài ba hả? À, trong 2 phút khi ampere là 2 phải không? Điện trở trăm ohm. Bây giờ bài ba tôi cho bàn ủi đúng không nào? À, dạng cơ bản em ơi. Bài ba cho điện trở điện bàn ủi là nhiêu ạ? À? Trăm ohm. À, cho dòng điện y bằng mấy ampere? Hai em đi Thời gian giờ 2 phút à, 2 phút dạng cơ bản em ơi tính gì không giờ tính nhiệt lượng nhiệt lượng quy bằng chấm hỏi thì ở đây quy bằng A nè bằng chấm hỏi đối với động mạch chỉ chứa điện trở phải không nào 30 buổi thì em đưa thầy đi luôn á dạy 30 buổi liên tục luôn là thầy đi xuống dưới dưới luôn á thầy cho mấy bài gồm hai nguồn sức nặng E1 E2 hả? Chưa em ơi, tại cơ bản thầy dạy bạn thế này tới bữa thứ thứ ba đi thầy dạy bạn ghép nguồn ha con ha. Ghép nguồn nó có ghép nguồn để nối tiếp, có ghép nguồn song song và hiện tại là bạn đang mới học có một nguồn thôi. Đồng ý chứ? Bạn không gần gần cuối giờ thì dạy ghép nguồn chứ cũng được. Thì đối với động mạch chỉ chứa điện trở là A nó bằng Q, Q nó bằng A. Mình thấy có R, có Y, có T dùng kỹ, bệnh kỹ á. Đồng ý không nào? Như nó còn máy phát điện nữa hả? Ui có phi hả? Công suất dùng điện sao chiều? 2 phút là 120 giây. R là 100. Y bình vương sẽ là 2 mũ 2. Cách nhân chia thì bá đạo lắm các em nhìn nè. 12 thì viết 12 lại. 12 nhân 2 là 24, 24 nhân 2 là 48. Và 3 số 0 thì viết lại, đơn vị joule. Nè mấy đứa nhìn là một số bài số 6 là bài cuối trong phần này nghe. Một nguồn điện có sức điện động 12V là cho E. Ủa sao bị mất tiêu là M rồi. Rồi, E là 12V. Rồi, rõ rồi. Bài 6 nè, cho E là 12V. Cho mấy bài giải mạch nó sắp tới liền chưa? Rồi. Để thắp sáng bóng đèn này phải không? Dòng điện cung cấp là Y bằng 0,8 A. Đúng nào? 12V khi mắc nguồn điện này vào một bóng đèn thì dòng điện là 0,8 A, đây là nguồn điện nè. Đó, nguồn điện là dương âm nè. Dương âm E nè, trời nhỏ nè, đúng nào? Mắc vào bóng đèn đây, ký hiệu bóng đèn nè. Đó. Ký hiệu bóng đèn đó mới giải mạch có liền. Rồi, tính công của nguồn điện công bao nhiêu? 15 phút. Quá dễ. Quá dễ tôi cho y rồi. Người ta yêu cầu tính công của nguồn điện. Công nguồn bằng chấm hỏi. Thời gian T là 15 phút. Đâu liên quan tới bóng đèn đâu, nguồn là trong đây nè. Đó. Rồi tính gì nữa? Tính công sức của nguồn điện là B nguồn bằng chấm hỏi. Đồng ý chưa? Thì mình thầy dạy ngày hôm qua B nguồn bằng gì? B nguồn bằng E nhân Y. Đúng nào? Còn A nguồn nhớ được phải không? E Y T. Rồi tự thế số vô được không? Rồi. Sắp sửa thì cho bài liền. Chào Hoa vô tri nhé. Mấy bữa nay các bạn vào xem live phần này ít nha, có bữa là lên tới 70 80 cả trăm người lận mà bây giờ lúc này có 90 người thôi. Để thầy chia sẻ phiên live của thầy cho các bạn coi. Zalo. Mọi người ở trong đây nghe thầy chia sẻ like nha. Đó thì đang vừa chia sẻ like cho các bạn ở trong trend media của thầy. Không biết các bạn có vào xem hay không, không quan tâm. Thì những bạn mà trong trend đó là các bạn là
sáng tạo TikTok để nói chuyện chơi vui thôi, còn thầy là người dạy học không có giống nhau. Bấm chia sẻ là chia sẻ chứ cũng không có tới đâu. Ok vậy con. Rồi. Có thắc mắc gì không? Rồi, hôm qua thầy dạy bài toán cực đại cực trị được phải không? Rồi giờ tới bài tiếp theo. Giờ thầy xóa hết kiến thức này nghe. Rồi, chừa lại chữ màu đỏ thôi. Câm nè, ở nhà chán quá hả? Câm ơi, em đang năm rồi học lớp nào Câm? Hả? Hay học ra trường rồi? Con trai thầy là nay là vô học năm 3 luôn rồi đấy. Thầy thấy con thầy về nhà nghỉ, đâu có được nghỉ đâu con, phải học bài. Rồi giờ bài luyện tập số 1 nha. 12C3 hả? Câm mới ra trường mà đúng nào? Rảnh rỗi rủ thì Thanh uống cà phê đi. Luyện tập số 1 con nhìn ha. Rồi bây giờ nguồn điện thầy chưa cho tới cái này bao giờ. E rồi nhỏ thì cho đây R1, tới đây là R2, rồi tiếp ở đây là R3, tiếp đây là R4. Rồi hồi ra số lẻ kệ đó nghe. Rồi đây là phá K, đây là C, đây D, đây A, đây B. Đồng ý chưa? Rồi như vậy thì bài này thầy cho là R1 bằng 3 ohm, R2 bằng 9 ohm, R3 bằng 6 ohm, R4 là 12 ohm. Đồng ý chứ? Thầy cho E là 36V, cho R nhỏ 1 ohm. Đồng ý chứ? Rồi, cảm ơn Câm nè đã tặng quà cho thầy nha. Bấm vào tim thầy luôn nha. Rồi, xác định cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở mỗi điện trở khi K mở và khi K sao? K đóng. Ok chưa? Như vậy thì cho R1 là 3 ohm, R2 là 9 ohm, R3 6 ohm, R4 12 ohm, cho E là 36V, cho R nhỏ là 1 ohm, xác định cường độ dòng điện và hiệu điện thế qua mỗi điện trở khi K mở và khi K đóng. Vậy mình có hai trường hợp ha. À chưa em ơi. Rồi trường hợp thứ nhất là khi K mở, em giải đi. Khi K mở. Rồi à, tới 28 tháng 8 mới vô học em ơi. Còn lâu. Lúc này thầy hay lên live rồi tám với mọi người. Rồi bạn Trâm vào trong chỗ này đăng ký kênh ủng hộ thầy Trâm với lại xem các video trên đây nè Trâm nha. Đó, ở đây mà thầy đọc đầy đủ nó ca mở ca đóng có gì khác nhau hả? Strand with lý ca mở là dục cái nhánh CDD là R1 nối tiếp R2 ha, R3 nối tiếp R4 và nhánh trên với nhánh dưới là ghép song song với nhau. Còn khi K đóng là R1 song song R3. Đúng không? R2 song song R4. R1 3 với R2 4 ghép nối tiếp. Ok chưa? Vậy trường hợp à không em ơi, lớp 11 không bạch cầu, bạn nào học thêm sinh giỏi mới có thôi. Vậy khi K mở thì ghi lại sơ đồ ha. K mở là nhìn lại nghe, K mở là bỏ nhánh CD đi là R1 nó nối tiếp với R2. Đồng ý không? R1 nối tiếp R2, rồi nó song song với R3 nối tiếp R4. Đồng ý chứ? Rồi, ok, Ren with Lý, nhớ follow thầy nghe. Thầy đang vài bữa tính đi xuống nước Hòa, ghé ngay chỗ bán mấy cái xe cũ cũ, thầy đổi chiếc X-Game của thầy lại thành chiếc xe cao cao tí xíu mọi người ơi. Chứ thầy đạp chiếc xe lùn quá mệt quá. Chương từ trường chương trình mới nặng hơn hả?
Cũng vậy em ơi, nó nhẹ hơn chứ, nó bỏ phần lực Lorenzo thì nhẹ hơn chứ nặng hơn, nhẹ hơn, nhưng mà hình thức thi kiểm tra nó khó hơn đấy đó. Thầy không có tiền đâu em ơi. À, lúc trước em thi học sinh giỏi cấp huyện là bài này hả? Tuyệt vời. Thầy dạy thêm ở, thầy có dạy online nữa em, trên thông tin của thầy đó. À, thầy dạy thêm nữa là thầy đang dạy ở Đức Hòa Long An, thị trấn Hậu Nghĩa Đức Hòa Long An nha. À, nếu có mắc quên kế thì khi ca mở ca đóng chỉ em hả thầy, dễ lắm em ơi. Ca mở ca đóng để từ từ cái chuyện mà quên kế phải không, trong lúc bạn làm thì chỉ luôn cho mọi người nè, thầy chỉ mọi người chia sẻ luôn, tại bạn chưa học tới bằng này. Đây là nguồn điện, đây là một anh AME kế nè, AME kế đo dòng điện, đây là điện trở R, rồi đây là phá K nè. Thôi con nhìn thầy chỉ luôn cho con. Rồi đây dương, đây âm, đây là vôn kế, dễ ở đâu được đó, không ảnh hưởng gì đó. Này giới thiệu thêm cho con ha, e rồi nhỏ, và nếu ca đóng thì có dòng điện y, đồng ý chứ. À, thì ở đây khi mà ca đóng đây b nè, thì ca đóng nha, trong trường hợp này ca đóng thì vôn kế mắc giữa hai cực của nguồn điện, mắc giữa hai điểm A với B, vậy vôn kế là nó sẽ đo UAB là U ngoài á con, đồng ý không nào. Còn ca mở thì sao, ca mở thì có dòng điện không, ca mở thì lúc này y bằng không đúng không, mà mình thầy có dạy lúc nãy cho con là mà thầy có dạy không, tức là e thì bằng U ngoài luôn, U ngoài thì bằng e trừ y nhân r nhỏ. Khi ca mở thì đâu có dòng điện, khi ca mở không có dòng điện nó y bằng không, thì không nhân r bằng không đúng không, vậy u ngoài bằng e, đồng ý chứ. Vậy khi ca mở vôn kế nó sẽ đo giá trị lớn nhất của u là e, con hiểu cái này chưa. Rồi như vậy khi ca đóng, khi ca đóng là có dòng điện chạy qua mạch ngoài, vậy vôn kế đo u giữa hai cực của nguồn điện, còn khi ca mở là không có dòng điện y bằng không, mà mình học u ngoài bằng e trừ y r nhỏ, nó bằng e thôi, ok chưa. Rồi con làm bài bên trên đi. Thầy đói bụng mất Kim Anh ơi, nhân vật chính không biết có đói bụng hay không, nên thầy hỏi thử có đói bụng không con, chưa ăn luôn hả? Ồ dữ dội ta, là không có, không ăn sáng không ăn luôn. Ừ dữ dội, dữ dội. Rồi, rồi bỏ tay. Rồi chút nữa thầy chỉ chúng ta là khi ca đóng thầy chỉ chúng ta tính luôn cường độ dòng điện qua phá ca luôn nghe, khi ca đóng thầy chỉ cho tính cường độ dòng điện qua phá ca luôn, giải mấy câu này tốn nhiều thời gian lắm. Rồi về tới điểm đúng rồi em N ơi, em thi cấp huyện phải không, còn thầy Thanh là thi giáo thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh, mà giờ là đi giải lý lãng xẹt đúng không. Ca mở là giờ giả sử ca mở dục này đi ha, à, cho mọi người dễ nhìn ha. Rồi ca mở vậy tính giờ 1 2 trước ra nhiêu, R2 12 ôm đúng không, à, cộng lại thôi 12 ôm, R34 bằng R3 cộng R4 đúng không nào, à, bằng 18 ôm, đồng ý chứ. Rồi vậy tính R ngoài được không, con tính tới R ngoài chưa, anh này ghép song song đúng không, R ngoài bằng tích trên tổng, R ngoài bằng R12 nhân R34 chia R12 cộng R34 là 12 x 18 chia 12 cộng 18 phải không? Rồi 7,2 ôm.
Rồi ra đồ ngoài chưa? Ra số lẻ kệ nó để phân số. Có đồ ngoài rồi tính y mạch chính cho thầy. Y mạch chính là y đi ra từ cực dương của nguồn. Đó, y mạch chính. Và y mạch chính cũng là y đi vào cực âm của nguồn. Vậy y mạch chính tính bằng tức là e chia cho r ngoài cộng r nhỏ. E là thầy cho bao nhiêu? 36. R ngoài là 7,2. R nhỏ là 1 đúng không nào? Bằng. Bấm để phân số cũng được. 36 chia 8,2 bằng 180 phần 41. 180 phần 41 đơn vị ampe. Bài này khó nha con. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, có y này thì con không triển khai được. Y này tới đây đó, có hai nhánh song song. Song song u bằng đúng không? Vậy có y này lập tức tính uab là u ngoài. U ngoài. U ngoài bằng y nhân r ngoài. Y là 180 phần 41, r ngoài là 7,2. Đúng nào? Bằng 1296 phần 41. 1296 phần 41 đơn vị volt. Đồng ý chứ? À, chương 4 em ơi, còn vài bữa thì dạy lại chương 1 ha. Trên like có thầy lâu lâu vẫn like lại chương 1 ha. Giờ mạch này gồm hai nhánh song song đúng không? Rồi. Vậy u ngoài này bằng luôn là gì luôn? U ngoài là bằng u 12 bằng u gì? U 34. Đồng ý chưa? Rồi. Vậy mình có u 12 chưa? Mình tính y 12. Y 12 bằng u 12 trên r 12. U 12 là trên r 12 là 1296 phần 41 chia cho r 12 là nhiêu? 12. 108. Ra 108 thì chia luôn nha, phần 41 ampe. Và y 12 này bằng luôn y 1 bằng luôn y gì luôn? Y 2 luôn. Đồng ý chưa? Đó. Vậy giờ tính y nữa. Y 34. Y 34 bằng u 34 chia r 34 bằng đúng nào? 1296 bằng 41 bây giờ chia 18 phải không? Yeah. 72 bằng 41 phải không? Yeah. Đơn vị ampe. Và r 3 nó tiếp r 4 nên y 3 bằng y 4 bằng đúng không? Y 34 bằng y 3 bằng y 4. Vậy giờ con nhìn lại nè, mình có 4 giá trị y chưa? Vậy mình tính 4 giá trị u được không? À, chúng ta tự tính ha. U1 bằng y1 nhân r1 tự tính. U2 bằng y2 nhân r2 tự tính. U3 bằng y3 nhân r3 tự tính. U4 bằng y4 nhân r4 tự tính hết con ha. Rồi. Con ghi thì con giảng lại lần nữa cho con ha. Ừ. Đây là phạm vi hình nha mọi người. Đó. Bài giải là nằm trong phạm vi bên đây. Rất là dễ học lý nha mọi người. Lại cảm ơn em. Mọi người follow thầy, chia sẻ like cho thầy nha. Thầy dạy bài dễ dễ quá mọi người đâu vô đúng không? Mọi người lên like mà muốn học là mọi người phải học những bài toán khó đúng nào? Ok. Mọi người thông cảm, trong một buổi live thì lúc nào cũng dạy bài tập từ dễ tới khó. Đúng nào? Cảm ơn em đã chia sẻ like nha. Thầy dạy hiện tại luôn là thầy dạy bạn từ hè tới giờ rồi, thầy dạy một kèm một nên chạy nhanh phải rồi. Phải nhanh với em. Thầy dạy xong rồi thầy sẽ dạy lại cho bạn một lần nữa. Cũng là từ chương 1 tới chương 4 luôn. Và lúc đó mỗi lần thầy dạy bạn là thầy sẽ like từ tới luôn. Thầy dạy 2K7 không ạ? 12 á, 12 thì mới like bữa hôm kia thì phải. Nha. Em vào trong kênh của thầy á, là mấy bài like bữa đó thầy có đăng lại nè. Nè. Nha, thầy có like lại cho 2K7. Thầy like trên TikTok thì tải về thì đăng lại trên kênh này nè. Grant Whitley hả? Cơ học lượng tử là em biết sao không? Cơ học lượng tử là một vấn đề nó
khó khăn, thầy thi môn đó là được có 7 điểm. Có hồi học thạc sĩ trúng tủ là được điểm cao chút xíu thôi, chứ còn hồi học đại học cơ lượng tử thì thầy thi chỉ đủ điểm đậu thôi đó. Ở trên sư phạm hồi đó thầy học sư phạm điểm ra đâu có cao như giờ, điểm tốt nghiệp sư phạm là điểm thấp lắm em ơi. Ok em, trên biết lý đó. Thầy thì nói chung là gặp các em lại là vui nữa rồi. Mai em thi loại đội tuyển mà giờ quên sạch cái này rồi. Ơi. À, đúng 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 rồi em ơi, hoa hồng. Hoa hồng, bó hoa hồng mà lớp 12 D5 các anh chị tặng cho thầy. Thầy đã giữ làm kỷ niệm tới bây giờ. Bác hai ca mấy vậy? Xong chưa con, xong giảng lại cho. Em sợ rớt quốc gia hả? Bây giờ không có sợ, giờ sợ hay không nữa thì nó kết quả nó cũng đã vậy rồi. Do đó là mình á là hãy tự tin lên đi. Học rồi phải không? Đúng rồi em lộn là lớp 9 em có học nguồn điện không? Lớp 9 là em thi trong đội tuyển là có rồi đó, nhưng có học nguồn điện không? Bây giờ lên à, đúng là nói chung là có thêm nguồn điện nữa thôi. Có thêm nguồn điện là có thêm một công thức nữa thôi, nhưng mà vài bữa nó có phần ghép nguồn nữa. Rồi có hiểu rồi phải không? Rồi. Rồi thầy giảng lại lần nữa ha. Rồi thầy giảng lần nữa. Mọi người lưu ý nha, giữa C và D có một chiếc khóa K. C với D có khóa K. Khi K mở thầy xóa đoạn CD đi cho chúng ta dễ nhìn. Đúng nào? Nhớ bấm follow thầy nha. Vì khi K mở thì mình bỏ nhánh CD đi là R1 nối tiếp R2. R3 nối tiếp R4. Nên tính R12 bằng R1 cộng R2. R3 4 bằng R3 cộng R4. Ok chưa? E là sức điện động của nguồn điện. Thí dụ mình mua cục pin trên chợ đó con, cục pin ghi là 3V hay 1,5V thì đó là E. Hồi xưa mình không biết mình gọi là U. Nghe chưa? Rồi. Như vậy ở đây mình R12 lại song song R34. Mình tính R ngoài bằng tích trên tổng. Sau khi có R ngoài rồi mình áp dụng công thức mạch kính nè, nguồn điện nè, ghép với mạch ngoài thành mạch điện kính. Mạch kính mới có dòng điện. Thì Y bằng E trên R ngoài cộng R nhỏ. Đây là công thức định lực ôm toàn mạch nha, công thức chiến lược nha. Đó. Ok chưa? Rồi. Thế số vô ra để phân số luôn. Thì tới Y chỗ này á, mà gồm hai nhánh song song chuyển qua tính U. Đúng không nào? U ngoài bằng Y nhưng R ngoài. U ngoài là nó bằng U nhánh trên bằng U nhánh dưới. Song song U bằng mà. Đó. Vậy mình có U xong rồi mình lập tức là tính y 12 bằng u 12 trên R12. Thì y 12 thì nó bằng y 1 bằng y 2 cho nối tiếp. Y 34 bằng u 34 trên R34. Thì y 34 lại bằng y 3 bằng y 4 vô ghép nối tiếp. Đúng nào? Vậy bây giờ mình có bốn giá trị của y, mình tính bốn giá trị u hết bài. Đồng ý chưa? Thầy có ôn học sinh giỏi không? Em ơi, Mỹ Huy ơi, thầy Thanh đã xin giấy đề nghị với tổ chuyên môn của thầy Thanh là thầy Thanh đã rút lui ra khỏi team bồi dưỡng sinh giỏi rồi. Bởi vì thầy Thanh già rồi. Thầy Thanh già rồi, thầy Thanh chỉ xin rút luôn để các thầy cô trẻ thế vô dạy. Đồng ý chứ? À đúng rồi. Bây giờ mình học cơ bản thôi em ơi. Rồi giờ khi ca đóng nha con. Rồi, ca đóng, nói lại. Y toàn mạch là y mạch ngoài, đúng là chính xác, chính xác. Khi ca đóng nè, giờ thầy nói sơ đồ nha. Ca đóng, mọi người nhìn nè. Ca đóng là mình nói thẳng CD lại. Vậy lúc này R1 song song R gì? R1 song song R3. R2 song song R gì? R2 song song R4. R13, R24 là ghép nối. Nối tiếp. Đồng ý chưa? Đúng rồi bạn Thu Hồng ơi. Rồi, chúng ta làm thử nghe, thầy đợi bạn làm.
Đầu tiên mình tính R13 trước nha con. Tính R13 trước. Cứ hai điện trở ghép song song là tích trên tổng nha con. Sao lại ầm em? Đúng là bạn Hoàng Duy trả lời giùm thầy phải không? Chính xác á bạn Thu Hồng ơi. Y mạch chính là bằng y y bộ đó. Nếu bình thường mình giải bài tập á, mình chỉ xét từ điểm A đến điểm B, mình không tính nguồn. Hồi cấp 2 mình học vậy đó, còn giờ thêm nguồn nữa thành một cái mạch điện kính hoàn chỉnh. Trên YouTube có thể thầy vài hôm nữa thầy sẽ dạy lại em ơi. Vài hôm thầy dạy lại. Nó sẽ có một số video chương 1, chương 2 ở trên kênh của thầy. Nghe, có đấy. Đồng ý chứ, Trung học phổ thông 2025, có đấy. Thầy thường rảnh rỗi là thầy chỉ biết quay video dạy học và chia sẻ mọi người thôi. Ngày xưa thầy còn đánh bi-a nữa mà giờ bỏ bi-a rồi, để lo dạy học thôi. Ủa ra 50 phần 7 luôn hả? Ra nhiêu con? R24 là 36. R13 là bằng 2. R13. 3 nhân 6 chia 3 cộng 6 không? Là 2 ôm. Rồi R24 bằng R2 nhân R4 chia R2 cộng R4 thì to quá. R2 thì cho là 9, R4 là 12, chia 9 cộng 12, 108, 108, trên 108 phần 21, ra đơn giản cho 3 là 36 phần 7, đúng không? Rồi tính R ngoài tính bằng R13 cộng R24 đúng không nè, 14, 14 cộng 36 là 50, 50 phần 7 ôm. Bạn nhẩm trước thầy rồi nè. Ok chưa? Thầy dạy sách chân trời sáng tạo, nói chung sách nào cũng được em ơi, sách nào nội dung cũng vậy thôi. Đừng bận tâm chuyện quyển sách. Sách nào kiến thức cũng vậy hết con ha. Rồi, vậy mình tính y mạch chính bằng E trên R ngoài cộng R nhỏ, tính tới đây chưa? E là 36. R ngoài là 50 phần 7 và R nhỏ thì cho là 1. Này bấm máy tính thôi chứ sao giờ. Tới giờ này các bạn mới vô đông nữa hả ta? Gần tới giờ thầy nghỉ rồi. Thầy chưa có lịch live cố định đâu các em ơi. Thầy chỉ biết là rảnh lúc nào dạy lúc đó. Hiện tại luôn là 84 phần 19 ha. Rồi nhỏ là điện trở công em ơi. Vậy y này bằng là 84 phần 19. Phải không con? Ampe. Mà mạch này gồm hai nhánh nối tiếp đúng nào? Nói tiếp là y bằng, vậy y mạch chính này nó bằng y13 bằng y24. Mọi người lưu ý nha, thầy sẽ giúp mọi người tính y qua phá k luôn, đồng ý chưa? Rồi vậy giờ có y13 rồi, lập tức tính gì nữa? Tính u13. U13 là bằng y13 nhân r13, 84 phần 19. R13 là 2, ra 168 phần 19 thì nó bằng luôn U1 bằng luôn U3 luôn. Cứ nhớ trong tâm tâm là ghép song song là U bằng ha. Ok, bạn nhanh hơn thầy rồi đó. Rồi tính U gì nữa? U24 bằng Y24 nhân R24, 84 phần 19, R24 là 36 phần 7. 84 mà chia cho 7 nó ra 12. 12 nhân với 36, 12 nhân là 144, 144 nhân 3 là 432 phần 19. Phải không con?
U24 bằng U2 bằng U4, số này nhẩm được á, bằng U4. Đồng ý chưa? Rồi. Như vậy bây giờ mình có bốn giá trị U chưa? Vậy mình có U1, U3, U2, U4 đúng nào? Vậy tính bốn giá trị Y cho thầy. Đó. Y1. Lưu ý mọi người nghe thầy giúp mọi người tính Y qua phá K luôn. Y1 bằng U1 trên R1 là 168 phần 19 mà chia cho R1 là 3. 168 chia 3 ra là 56 phần 19 đơn vị ampere. Đồng ý chưa? R nhỏ là điện trở trong nha Hoàng Duy. Rồi tính Y2. Y2 bằng U2 trên R2. U2 là 432 phần 19, 432 phần 19 mà chia 9. 432 chia 9 được không ta? 432 phần 19 chia cho 9. 439 trên 171. 439 trên, thôi ghi SD luôn đi, là 2,567. 2,567 ampere. Mấy số này nhẩm không được đâu em ơi, thầy nhẩm không nổi. Rồi. Y3 bằng U3 trên R3. R3 là 6 phải không? Nãy R1 là 3. Vậy chia 2 nữa là 28 phần 19. Nhẩm được chỗ này. Ampere. Tại vì hồi nãy là chia 3 nó ra 56 phần 19. Vậy giờ chia 6 là lấy 28 chia 26, 56 chia cho 2 nữa ra là 28. Ok chưa? Rồi, Y4 bằng U4 trên cho R4. Rồi U4 là 432 phần 19. Chia cho R4 là 12 bằng SD luôn, 1,925. 1,925 ampere. Rồi ok chưa? Ok. Đó. Thì như vậy thì khi mà K đóng là thầy trò mình đã tính được là R13 tính R24 á con ha. Tính được R ngoài. Rồi tính Y mạch chính đúng không nào? Y mạch chính thì nó bằng Y13 bằng Y24. Rồi. Vậy Y mạch chính bằng Y13 bằng Y24. Rồi mình tính U13. U13 bằng U1 bằng U3, tí vô ghép song song. U24 tính được thì nó bằng U2 bằng U4 ghép song song. Vậy mình có U1, U3, U2, U4, mình tính 4 anh Y. Đúng nào? Rồi. Và bây giờ thì chỉ còn bước cuối cùng. Thầy chỉ còn bước cuối cùng là tính cường độ dòng điện qua qua phá K. Đồng ý chưa? Rồi. Bây giờ con nhìn lại thầy Y1 ra nhiêu? 56 phần 19 phải không? 56 phần 19 là xấp xỉ 57 chia 19 là 3. 56 phần 19 này nè, xấp xỉ 3 nè. Vậy anh này xấp xỉ 3 mà anh này là xấp xỉ 3 mà anh này có 2,Y2 có 5,2,567 thôi. Đó. Mọi người lưu ý nè, Y1 thì ghi là 56 phần 19 Y1. Còn anh này là 2,567. 56 trên 19 là xấp xỉ 3. Mà anh này là có 2,5 à. Vậy dòng điện từ dòng điện Y1 lớn Y2 đúng nè. Đó, Y1 nó lớn hơn Y2. Vậy nó qua đây đâu hết, nó còn dư đúng không nè? Nó dư nó phải đi xuống. Con hiểu chưa này chưa? Đây là Y YK đó. Do Y1 lớn Y2 nên mình sẽ có được là dòng điện qua phá K là YK nó sẽ có chiều là từ từ trên xuống là từ C xuống D. Đồng ý nè. Còn muốn tính YK, YK tính sao? YK mình sẽ tính bằng là gì? Lấy Y1 trừ Y2 đúng nào? Lấy Y1 trừ Y2. Rồi 56 phần 19 mà trừ cho 2,567 ra nhiêu con? Không phải mấy á. 0,38 đơn vị ampere ha. Đó. YK là cường độ dòng điện qua phá K, này ta mở rộng thêm nha con.